Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn sửa một cái máy mài nha. Hiện tại giờ mình có một cái máy mài thì nó có cái chứng bệnh là nó không chạy nha. Thì đây mình sẽ chia sẻ cái cách sửa và kiểm tra một cái máy mài, nó nguyên nhân do đâu mà nó không chạy nha. Đây thì bây giờ mình cắm điện vào, mình bật công tắc lên là nó không chạy này nha các bạn. Đó, hiện tại giờ thì trước mắt là nó không hoạt động được nha. Rồi bây giờ mình muốn kiểm tra nó, coi xem coi nó bệnh như thế nào. Thì mình sẽ gỡ cái đầu tiên là mình gỡ cái đít này ra trước này nha. Đây để mình lấy cái vít mình dặn ra nha. Đây đầu tiên là mình dặn cái đít ra để mình kiểm tra. Cái bước đầu tiên mà để kiểm tra cái máy mài mà nó không chạy á, thì đầu tiên là mình kiểm tra cái đường dây nguồn trước nha. Đây cái dây nguồn. Đây là cái bước căn bản đầu tiên nha. Thì đa số cái máy mài mà nó mất điện hoàn toàn, nó không chạy được, thì đa số là 50% là nó hư đường dây. Còn lại là những cái phần trăm còn lại là nó do nó hết than. Đây, do nó hết than và nó bị hư công tắc nha. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái cách kiểm tra từ cái khúc đầu vô trong. Rồi đây, đây mình dặn cái đồng hồ qua chế độ đo thông mạch nha. Đây đo thông mạch đây. Nếu mà mình đo cái dây nguồn đầu tiên á, là mình đo cái dây nguồn, nếu mà nó thông mạch á thì nó sẽ kêu nha. Đây nó sẽ kêu báo gì. Còn nếu mà nó không mạch thì nó sẽ lính khe nha các bạn. Đây bây giờ mình cầm cái chui lên, mình để một que vô bên nào cũng được nha, mà để một que vô. Rồi ở đây là hai cái dây nguồn của cái cọng dây nguồn vô nha. Đây là hai cọng dây của cái dây nguồn nó đi vô và nó vô cái công tắc này. Thì mình nắm một đầu vô một cái ghim nha. Rồi một đầu mình đo vô đây. Đây trước mắt là một bên nảy lên này nha các bạn. Rồi bắt đầu mình đo bên còn lại nha. Mình để cái que qua đây. Rồi mình ghim bên còn lại có lên hay không. Thì bên đây là đo trước mắt là bên đây là không lên này các bạn. Đó, bên đây là mình đo không thấy lên nè. Đó. Rồi trước mắt là mình thấy rõ là nó hư cái cọng dây nguồn nha. Rồi bây giờ kế tiếp là mình kiểm tra luôn ở bên trong coi nó có hư gì không nha. Thì đây mình xoay qua đây thì nó có hai cái đường dây từ cái dây pin đi lên. Ở đây nó có hai cái đường dây trong pin ra nha. Một con dây vô cái bên một bên công tắc nè, còn một dây nguồn của pin nó vô bên công tắc này luôn. Như vậy là nếu mà ta đo hai cái cọng dây này mà nó thông mạch được thì chứng tỏ là cái đường điện vô cái ruột máy này là nó hoạt động còn tốt nha. Còn nếu mà nó không lên thì mình kiểm tra than, mà mình thấy ở đây là than nó còn rất là nhiều nha. Đây, than nó còn rất là nhiều, than là chứng tỏ là có người ta mở thay nè. Đó, than này rồi nè, thấy không? Rồi bây giờ mình đo thử coi nó có thông mạch không nha. Đó, mình đo hai cái dây pin nha. Đó. Rồi giờ chặt kim vô. Rồi chú ý đồng hồ nha các bạn. Đó, bây giờ mình chặt kim vô thì cái đồng hồ nó báo là nó lên thông mạch tốt nha. Rồi mình xác định được là cái máy này là nó hư đường dây. Nhưng mà mình không biết là nó hư khúc nào, bây giờ mình phải gỡ cái dây này ra. Rồi mình xác định mình tước ra coi nó đứt khúc nào nha. Đa số là nó hay gãy mấy cái khúc này nè. Với cái khúc ở ngoài đầu này nè. Đó. Thì bây giờ là mình gỡ ra rồi mình kiểm tra luôn. Nếu mà bạn nào có cái máy mài ở nhà, mình có cái đồng hồ đo để đo thông mạch được, thì mình kiểm tra đường dây này rất là dễ nha. Thì bạn nào mà có cái cọng dây mới thì mình thay vô. Còn nếu mà không có cái cọng dây mới mà mình nghi là nó gãy ở cái khúc nào đó thì mình tước cái cọng dây ra, mình kiểm tra, mình đo coi mình còn sử dụng được cái khúc dây đó lại hay không. Nếu còn sử dụng được thì mình lấy cái dây cũ của nó mà sử dụng lại. Do cái dây này mình thấy nó còn đẹp nè, thử ra mình tính coi nó đứt cái khúc nào mình sử dụng lại nha. Đây mình gịch nè, đây. Trước mắt là mình gịch, mình thấy nó đứt ở khúc này nha các bạn. Do mình xài mình bẻ cái co lâu ngày nó bị gãy nè. Đó, mình coi cái dây đây có bị không nè. Đó. Thì cái dây đây nó cũng yếu, nó bị luôn nè. Đây nè, chỗ này nữa nè. Đó. Bạn chú ý nè, đây nè. Nè nó gãy chỗ này nè, nè nó thúi nè, thấy không? Đó. Thì mình thay cái cọng mà mình cắt tới đây nha, khỏi thay cọng dây nha. Đó.
Rồi mình kiểm tra lại coi, mình kiểm tra bên bên cái kia cái que thông mạch thử coi nó có lên hay không. Nếu mà nó còn lên tốt thì mình sử dụng lại con dây này, mình khỏi thay. Đó. Rồi mình đo lại nghe các bạn. Đây mình đo lại thử coi nó lên hay không nha. Rồi đây mình xác định lại. Đây chập một bên là lên nha, một bên dây xanh là lên nè. Rồi mình để kim qua qua bên cái phích bên đây. Rồi bắt đầu mình đo đây. Rồi nó còn lên tốt nha các bạn. Đó nó còn lên tốt nha. Rồi bây giờ là mình sẽ câu lại là xài bình thường nha các bạn. Nhưng mà cái khúc này mình thấy nó chuột cắn nè, mình cho nó sâu trong nữa. Vậy là dây này mình còn sử dụng được nha, mình khỏi cần thay dây mới. Đây là mình chia sẻ cái cách mà kiểm tra cái đường dây nha các bạn, kiểm tra đường dây coi dây nó còn hay không. Thì mình kiểm tra mình xử lý tại nhà cái lúc mà mình không có dây để mình kiểm tra mình thay vô. Còn bạn nào nhà gần chợ thì mình cứ mua cái dây mới mình thay vô cho chắc ăn nha. Cái này mình chia sẻ cái cách này là kiểm tra dành cho các bạn nhà ở xa chợ nha, mình không có thời gian mình đi mua dây thì mình xử lý tại chỗ nha. Rồi mình ngoài vô đó. Rồi mình dặn dặn nha. Đó mình cắt ra xong rồi mình bắt lại vô hai cái đầu dây công tắc này, hai cái đầu của cái đường vô công tắc nè, bắt vô lại là hoạt động bình thường nha. Rồi xong. Rồi bây giờ mình thử lại cái nữa nha các bạn. Đây là cái kim của nó nè, mình cứ chập kim vô. Đó, xong mình bật công tắc lên, bật công tắc của cái máy mài lên, nếu mà nó hoạt động tốt là nó thông mạch lên nha. Rồi nó lên tốt rồi các bạn ơi, tại vì cái này nó có số ohm, mình thử ra nó không có báo được. Nó không có báo bên cái chế độ mà thông mạch nha. Đây mình đo đây là nó có lên cái số ohm nha các bạn. Đây. Nó lên là 28 ohm nha, 28 ohm nha. Đây mình tắt nè, mình tắt thì nó sẽ trở về không nha các bạn. Đó. Rồi. Bây giờ mình gắp đít vô nha. Để mình bắt cái này vô, cái mình gắp đít vô. Đó. Rồi, mình gắp đít vô nha các bạn. Rồi, chúng ta bắt cái đít vô. Cái trường hợp mà bệnh mà nó hư đường dây này thì nó thường gặp lắm nha các bạn. Đây nè, nó bị gãy nè, nó bị gãy, nó cháy nám luôn nè, thấy không? Đó, bạn nhìn thấy rõ không? Gãy nám luôn. Rồi bây giờ mình cắm điện lại mình thử cái nha. Rồi đây bật lên. Đó. Nó hoạt động rồi tốt nha các bạn. Rồi. Như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách sửa cái máy mài. Nó bị cái chứng bệnh là mắc cái nguồn điện vào. Thì mình kiểm tra lại là mình thấy cái nguồn dây, cái dây nguồn nó hư. Thì mình chia sẻ đến đây là tạm dừng nha. Thì bạn nào mà ở nhà có máy mài thì mình kiểm tra nó có mấy chứng bệnh thôi.
Nếu mà mắc nguồn thì đầu tiên là các bạn cứ kiểm tra dây nguồn trước. Kế tiếp là các bạn kiểm tra công tắc, xong rồi mình kiểm tra tới thang. Đó, nếu ba cái đó nó còn bình thường thì nó chỉ còn có một là đứt dây pin, còn hai là hư ruột thôi. Đó, cái đó là rất là đơn giản nha. Rồi thôi, mình chia sẻ tới đây tạm dừng nha. Thì bạn nào xem kênh nếu mà thấy có hay và hữu ích thì nhớ chia sẻ và đăng ký để ủng hộ giúp kênh mình nha. Rồi thôi, chào tạm biệt các bạn nha.